Hola, chào các bạn đang xem kênh Native Vlog. Và hai vợ chồng mình hôm nay là đi đạp xe đạp, đi qua bên khu Thảo Điền để lấy quần áo. Quần áo thì bên đó là chủ nhật tuần trước hai vợ chồng mình đã qua bên đó may đồ, cho nên là bây giờ mình sẽ đi vào thang máy nha. Rồi bây giờ mình đã ra khỏi thang máy là sẽ đi ra bãi giữ xe để lấy xe đạp. Thì mình sẽ đạp xe đạp qua bên khu Thảo Điền. Các bạn hãy theo chân hai vợ chồng mình đạp xe đạp nha. Did you say hello to my... No, I didn't. You should say... Hello. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Yeah, good. Ok, hãy đi xe đạp nha các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, hai vợ chồng đã lấy được xe đạp chạy ra khỏi chung cư. Đó. Mặt trời phía sau cho nên là sẽ thấy ngọn sáng hơn. Mình sẽ đạp xe như này. Bon 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 qua tới bên khu Thảo Điền nha các bạn ơi. Ông xã mình đang đợi mình. Let's go. Rồi hai vợ chồng mình đã đạp xe ra tới đường Trần Não. Nắng quá cho nên mình phải đem mắt kính nha các bạn ơi. Chồng mình đạp xe phía sau. Ổng đạp phía sau này ông chờ đợi mình đó các bạn, chứ ảnh là đạp nhanh hơn mình nhiều. Chiều nào hai vợ chồng nhà mình cũng đạp xe chạy lên thanh vậy đó. Đây, hai vợ chồng mình chuẩn bị đi xuống phía dưới, vòng xuống cầu Sài Gòn xong rồi đó, vòng dưới chân cầu Sài Gòn á, qua khu Thảo Điền. Chồng mình bây giờ đã chạy đạp xe chạy trước. Đây, dưới chân cầu Sài Gòn đây các bạn ơi. Thôi mình phải tắt. Đi. Hello các bạn, bây giờ là đã đến đường Xuân Thủy của phường Thảo Điền rồi. Thì vẫn đang còn sớm, chưa đến giờ hẹn với lại cái anh thợ may. Cho nên là hai vợ chồng mình sẽ quyết định là sẽ uống một ly nước trái cây cho nó mát. Rồi ông xã mình chạy xuống rồi. Ông phải chờ mình bởi vì anh không có biết cái địa chỉ của cái quán trái cây đó. Hôm nay là ông chạy chậm hơn bởi vì là đây. Honey. Nay vợ quay video cho nên là bị cản trở, không chạy được nhanh được. Mình sắp đến rồi các bạn ơi. Mình sẽ ngưng cái video để tiếp tục cái đoạn khác nha. Đoạn này nguy hiểm, nhiều xe quá các bạn ạ. Hai vợ chồng sẽ
để vào tiệm may đồ với các bạn nha. Tại vì hẹn 5 giờ mà bây giờ mới có 5 giờ kém. Chiếc xe đạp này mình đã mua lại, nó cũng ở bên khu Thảo Điền này luôn nè, 450 ngàn. Các bạn ơi, bây giờ là trời cũng bắt đầu tối luôn rồi. Đó, đây là cái tiệm may nhỏ nhỏ giữa khu Thảo Điền quận 2. Anh này là chuyên may đồ Tây, đồ ta gì cũng may hết á. Mà ảnh may có khách nước ngoài rất là nhiều, nhất là khách khu Thảo Điền này. Tại vì ảnh nói tiếng Anh ok. Chào nha, để xem là ảnh may xong chưa nữa, ảnh hẹn 5 giờ sát nút vậy đó. Xong chưa anh? Xong rồi. Rồi, hay quá vậy. Dạ, mặc đồ xinh đẹp quá. Hai vợ chồng mình chỉ may đồ ở đây thôi. Đồ của em xong chưa? Xong rồi. Cả hai vợ chồng đều may đồ ở đây. Đây là anh Thịnh Taylor. Mr. Thịnh. Ảnh là đồng hương người Huế với nhà mình luôn đó các bạn. Vô tình. Oh, you should wear the right way. Yeah, yeah. Mother. Đồ mà không dám luôn. Cái áo kia ra thì là xe nhỏ chút nữa. Sao bác giáo? Em quên nói là để mình làm cái này. Mấy cái này, mấy cái này. Rồi các bạn ơi, mình đã thử bộ đồ của mình, đồ sọt, áo sơ mi. Bóp cái nách lại này một chút xíu nữa là vừa. Nhớ không cái kiến này nha, cái kiến nó mờ, nó loang tùm lum hết. How do you feel? Why? Huh? Các bạn ơi, tại vì mình hôm may đồ mình dặn sai, tức là mình quên dặn nữa, cho nên có những cái ông xã mình chưa có như ý, nhưng mà lần sau là đi chơi về xong rồi đem cái áo này qua là ảnh chỉnh lại được. Nhưng mà tại vì hôm nay hai vợ chồng mình cần lấy gấp để ngày mai đi chơi thôi đó. Còn mình mặc cái bộ đồ này vô là vừa y luôn rồi, rất là như ý, cái quần sọt với lại cái áo sơ mi vải linen. Còn cái vải của ảnh đó các bạn là vải cotton, bamboo cotton. Để mình lấy cho các bạn xem nha. Nó rất rất là đã, nó mát ơi là mát, mà nó rất là ít nhăn các bạn à. Nó rất là ít nhăn, mình may nhiều cái áo ở đây cho ảnh rồi và ảnh rất là hài lòng. Áo mà tiền công mà cả may á, cả may cả vải á, là tay dài là 850, á 800. Còn tay ngắn á, là như cái áo màu hồng hồng tím tím này nè, là 700 hay 750 anh hả? Là 700 ngàn, đó, ngắn tay là 700, dài tay là 800. Mà vải rất là đẹp, mịn và không có nhăn, mà mát, cực kỳ mát luôn. Đó là bamboo, vải của Nhật, đó, cotton bamboo, vải Nhật. Còn đây là Made in Canada. Cotton. Cotton. Very used. Đó, rất là dễ sử dụng, đạp xe đạp cho nên đi tập thể dục là anh mặc mấy cái này đó. Rồi tuần này giờ vô kênh của em coi chưa? Chưa. Có rảnh nào mà vô hả? Me Tây Vlog. Me Tây hả? Ừ. À. Lát nữa về nhớ bỏ ra coi. Rồi. Me Tây hả? Lần trước em ứng nhiều rồi em quên rồi anh có ghi. Triệu. Lần trước là 3 giá này 2.3 nữa 1.000.000. Rồi là còn 1.3 với lại bộ đồ của em. Bộ đồ này á là 650. 650 nữa là còn 1.950. Anh ấy 1.950.000. Đó là 1.950.000 cộng 1.000.000 hôm trước là 2.950.000. Coi như là cho là 3.000.000 đi là được một bộ đồ của mình với lại ba cái áo của ông xã cũng được các bạn ha. Nói chung là không có tiền xài hàng hiệu thì đi may đồ chất lượng đẹp, đúng không anh? Nếu không xài hàng hiệu thì đi may đồ là làm còn hơn hàng hiệu ngon lành nhất rồi, đúng không? Là vải rất là tốt, thương hiệu vải rất là tốt nha các bạn, và ảnh may cũng ok. Gì vậy? Tặng quà gì vậy? Các bạn ơi, sau khi lấy đồ xong thì hai vợ chồng mình đã về tới nhà đó.
lấy đồ xong rồi hai vợ chồng mình còn đi mua rượu nữa các bạn à. Where's the wine? Đó, mua 3 chai rượu rosé, red wine với lại rượu vang trắng. 3 chai tổng thiệt hại 1.600.000 mấy á, là đã được giảm giá 10% rồi. Đó là tổng thiệt hại của một buổi chiều đạp xe đạp là gần hết 5 triệu mấy đó các bạn. Đó. À, 3 triệu với lại 1 triệu mấy là gần 5 triệu, 4 triệu 6 mấy đó. Chưa tính tiền ly nước ép. Honey, where are you? So, I just say that we went by bicycle and we spent near 5 million dong in the afternoon. How do you feel? Whatever. Okay, we enjoy riding. Đây, một chai rượu vang đỏ, một chai vang trắng và một chai rosé vang hồng. Đó. À, tổng thiệt hại là 1.600.000 mà được giảm 10% là còn 1.650.000 thì phải. Cảm ơn các bạn đã xem cái video đạp xe đạp đi qua khu Thảo Điền đi may đồ của hai vợ chồng mình nha. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách like và bấm đăng ký kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, xin chào, tạm biệt. Các bạn ơi hãy nhấn like, đăng ký và nhấn chuông nhé. Mê Tây Vlog xin cảm ơn.